kêu gọi là... nhà em hay kêu cưng 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 búp bê chocola thì em mới bù bù với mấy nhỏ gái gì em vậy nè. Thì cái chị Chinh ấy, chị Chinh cho em đi chơi với nha chị Chinh. Bao nhiêu tuổi? Dạ bằng tuổi. Phải đó bằng tuổi. Em là Mia, nghề nghiệp là ca sĩ và là vợ của búp bê sô-cô-la. Búp bê, giới thiệu búp bê. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Vương Triệu Vương. Vương. Năm nay em 26 tuổi và nghề nghiệp của em là làm về công ty event. Rồi tại sao là bị vợ gọi là búp bê sô-cô-la? Tại vì hơi đen. Em có một cái làn da nó hơi bánh mật. Ở nhà em hay kêu cưng 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 búp bê chocola. Rồi vậy thì lần đầu tiên em gặp búp bê sô-cô-la đó là khi nào? Đó. Dạ cách đây 10 năm. Tụi em là chị em. Vậy hả? Dạ. Mia là em 20, 29, ảnh là 26. Dạ. Cách đây 10 năm thì tụi em gặp nhau trong công ty của chị Ngô Thanh Vân là lúc đó anh họ của ảnh là giám đốc âm nhạc. Giám đốc âm nhạc trong công ty. Dạ. Thì lúc đó em đang học ở tại đó cho nên là ảnh tới chơi, ảnh vừa đi du học về ảnh tới chơi, thì lúc đó anh không có bạn thì em mới bu bu với mấy nhỏ gái như em vậy nè. Thì cái chị Chinh ấy, chị Chinh cho em đi chơi với nha chị Chinh, tên thật em là Trinh. Dạ. Lúc đó thì cũng chị em thôi, không có suy nghĩ gì hết á. Dạ. Vẫn khoảng 4-5 năm sau quay trở lại gặp nhau. Tự nhiên thấy đẹp trai hẳn ra. Nói nghe nè. Đi du học về đúng không? Dạ. Đi du học ở đâu nè? Dạ bên Singapore. Bên Singapore về. Dạ. Lúc đó cho dù không đẹp như bây giờ đi chăng nữa thì chị đảm bảo vẫn có cái nét của bây giờ đúng không? Dạ dạ. Và như vậy rõ ràng là đẹp chứ không hề xấu. Mắc mớ gì mà chọn có cái chị Trinh này mà không chọn chị khác. Lúc đó em mới vừa đi du học về thì coi như ở đây không có bạn gì hết. Thì cứ đi theo người anh đó rồi cứ đi chơi với anh đó rồi lên gặp cô gái này và thêm hai cô gái nữa. Trọng thì... tâm ở chỗ là tại vì lý do tại sao lại chọn cô này em vì... đẹp đúng không? Cái gu của em thích là một cô gái cá tính, nhảy hip hop đồ đó, rồi trong cái quá trình gặp gỡ thì cũng có đi chơi chung, cũng có giao tiếp rồi nói chuyện qua lại cũng bình thường thôi, nhưng mà vẫn chỉ coi như là chị em. Tự nhiên mấy năm sau thì tự nhiên bỗng nhiên ông này cũng mới chia tay, em cũng mới chia tay, xong giống như hai người free tự do nên là tự nhiên gặp lại nhau đồng thì cảm. Nó có một cái cảm giác gì đó nó xét đánh em trước, sẽ đánh em trước, em không hiểu tại sao luôn. Nhưng mà khi mà sau cái quá trình mà 5 năm sau mà gặp lại đó thì em lại xưng là xưng tên chứ không phải là xưng anh chị với em nữa. Kiểu lúc đó là thấy gái đẹp tên. Khi mà em gặp lại, dạ. Em có cảm nhận được là Mia thích em không? Em cũng thấy giống như là vẫn thân thiết với nhau thôi. Nhưng mà em không cảm được, không cảm nhận được đâu. Cảm nhận được. Với lại là... một phần lúc đó em cũng giấu kín lắm. Tại vì lúc trước đó trong công ty là ai cũng biết cái này là một cái cậu bé. Em là một cái đứa nó già quỷ. Xong rồi tự nhiên bây giờ hai đứa quen nhau, nó một cái trở ngại mà em sợ người khác suy nghĩ về em á. Là như vậy cho nên là em cảm thấy cái điều đó là sai rồi, cho nên là phải giấu đi, phải giấu. Giấu trong bao lâu? Giấu nó khoảng chừng một tuần thôi. Giấu lâu quá, giấu lắm. Nhưng mà đến khi nào thì đó thì dạ, có đến, trong một cái sự kiện nào dạ, đến khi ngày hôm đó có một cái buổi tiệc cùng với ông anh họ em luôn, thì xỉn vô rồi, say xỉn một chút xíu rồi thì ảnh mới nói là ủa hai đứa bay hợp nhau sống quen nhau đi. Từ những cái câu nói đó nó giống như là để cho em suy nghĩ là nếu như hai đứa mình quen nhau thì người ta cũng suy nghĩ gì đâu, thấy cách cũng kỳ lắm đâu. Cái tự nhiên em open liền luôn. Open là em open chủ động là em open liền luôn. Xong cái em hỏi câu là ủa gì chứ giờ mình là gì của nhau vậy? Em hỏi thẳng luôn. Hỏi một câu thẳng thắn. Lúc đó bạn này trả lời sao? Mình là gì của nhau? Lúc em nói mình là người yêu của nhau. Dạ trả lời liền luôn. Lúc đó là trong cái tiệc đó. Dạ trong cái tiệc đó luôn. Tình luôn. Dạ. Cả hai bạn có cái điểm gì nó giống và có điểm gì chung với nhau? Dạ một cái điểm chung đó là em cảm nhận được cái tâm của anh này giống như em. Là ảnh rất là lành luôn. Dạ đôi lúc đó ảnh còn trẻ thì ảnh có hơi ngông cuồng chút xíu thôi, nhưng mà em vẫn nhìn sâu được bản chất của chồng em rất là lành tính. Cái đó nó làm em ấn tượng và nó kết nối được với em. Dạ mà có cái gì không hòa hợp không? Không hòa hợp là chồng em lúc đó, nguyên gia đình chồng em luôn, là đam mê mô tô, đam mê tốc độ. Mẹ chồng em có thể chạy từ đây qua tới Malaysia luôn. Đi khắp đất nước Việt Nam mà không thấy mệt. Gia đình chồng em cứ một đi một cái là nửa tháng là cả nhà cùng kéo nhau đi hết. Đi mô tô hết luôn. Rồi giờ sao em ngồi nổi. Dạ. Mẹ chồng là nhiêu tuổi rồi? Dạ mẹ chồng nhiêu ta? 962 á. 962. Trời ơi, là hơn tôi 4 tuổi mà đi cái mô tô. Dạ, trời ơi, em phải cung cấp hình của mẹ chồng em cho chương trình mới được. Trời ơi. Em cũng phải
hay quá vậy, hết hồn luôn á. Đi mà khủng hoảng luôn, đi bây giờ đi hơn chồng em luôn. Nhưng mà cái lần đầu tiên em gặp mẹ chồng em á, em có bị sốc không? Em hơi sượng. Là tại vì cái lần đầu đó mẹ chồng em không có biết nghệ sĩ là ai hết. Thì lần đầu tiên đó là mới có một tháng quen nhau là ông này dẫn em đi gặp mẹ chồng em trong cái buổi tiệc đi chơi của cả cái group mô tô. Xong rồi hôm đó tóc tai em thì vàng khè, xong rồi gặp mẹ chồng, cái mẹ chồng đi chỗ khác, chứ xong cái lúc đó em cũng mờ nhạt hình ảnh, em cũng không biết làm sao để mà chào hỏi luôn. Xong em cũng im luôn. Xong rồi mấy tháng sau ông này mới thực sự dẫn em về nhà, giới thiệu đây là bạn gái của con. Nhưng mà cái lần thứ hai đó về thì sao? Dạ, lần thứ hai về thì rất là khác. À đây, con là bạn gái của Vương hả? Con nhiêu tuổi? Dạ bằng tuổi. Phải nói bằng tuổi luôn. Nhưng mà gia đình em thì sao? Gia đình em có biết bạn này nhỏ tuổi hơn em không? Dạ biết, ban đầu khi mà biết ban đầu thì vẫn giấu. Vẫn giấu, nhưng mà là nói nhỏ nhưng mà nhỏ hơn có 1 tuổi à. Trước khi mà về ra mắt đó là cấm luôn. Cản luôn. Biết nhỏ tuổi hơn chứ gia đình cấm không? Dạ, cấm cản là kêu là bây giờ thứ nhất nhỏ tuổi, thứ hai là không biết lo được cho em hay không. Xong rồi nói là không hợp tuổi. Rồi con là phải cái người lớn tuổi hơn, không có được quen vậy, nói chung là cấm cản hoàn toàn. Thì trong cái giai đoạn mà quen ông này là em giấu. Xong rồi mẹ em vẫn làm mai cho em những cái người khác. Nhưng mà có khi nào mẹ tổ chức một cái buổi mà để cho em gặp gỡ với cái người mai mối đâu? Dạ, gặp luôn xong rồi đi chơi với người đó phải chụp hình cho mẹ em coi. Là đang đi chơi như vậy đó mẹ. Mà trong thời điểm đó là em vẫn còn đang quen. Đó là hai đứa có cãi nhau. Thì cái thời gian đầu hai đứa giống nói chung là sóng gió lắm. Mia là một người rất nóng tính. Em trước đây cũng là một người rất nóng tính. Hai cái nóng cộng lại thì nóng hơn. Làm ra nó bành. Thì bây giờ tới bây giờ thì khác nhiều rồi. Nhưng mà lý do gì mà hai người lại quay lại với nhau? Em nghĩ nó là cái duyên á. Cái duyên á, tại vì lúc đó là cũng gần như là em xác nhận là em sắp quen anh kia luôn rồi á. Em cũng cố gắng em đi ăn với ảnh, em cũng gấp đồ ăn như gấp với chồng em, nhưng mà em lại cảm giác nó một cái cảm giác nó đơ, nó không có cảm giác gì hết. Em thấy tự nhiên em nổi da gà lên luôn. Là cái cảm giác nó kỳ cục lắm kìa. Xong rồi em không phải như, không thể như vậy được nữa. Thứ nhất là cũng tội nghiệp anh kia. Rồi em cũng dứt khoát với anh kia luôn để em quay lại với ông này, mà cũng quay lại lén lút. Lúc nhưng mà lúc đó khi mà gia đình em cắt đứt với anh kia thì gia đình em có la em không? Dạ cũng không ông, gia đình em cũng không biết. Anh kia anh cũng vẫn giữ nhắn tin cho em đều đặn vậy đó. Anh nói với mẹ của em là để con từ từ thuyết phục Mia nó dạng vậy. Rồi cái lần quay trở lại đó thì chắc chắn là tình cảm là kháng khích hơn với anh này. Với lại mẹ em, từ khi mà mẹ em xác nhận cho hai đứa yêu nhau để tiến tới hôn nhân á, là mẹ em thương ông này luôn. Cơ duyên nào mà mẹ em cho phép hai đứa tụi em yêu nhau? Dạ, lúc đó tụi em lén sống thử. Tức là thật ra tụi em cũng lớn rồi, biết được là mình nên làm gì, cũng phải là lén gì, nhưng mà tại vì em sợ ba mẹ em buồn thôi. Thì tụi em sống thử dọn nhà với ở chung. Ổng có nhà mà không ở, em ở nhà em. Xong rồi cái thời gian cái bị phát hiện ra, cái xong cái mẹ em mới nổi điên lên. Mẹ em mới gọi cho mẹ chồng em là: giờ chị thấy vậy coi bất hiếu không? Nghĩ sao sống chung vậy? Rồi giờ sao? Chị tính sao? Mẹ chồng em cưới luôn đi. Xong rồi tự nhiên hai đứa cưới luôn, hết hồn hết vía vậy. Thật ra tụi em tính là năm nay tụi em mới cưới nè. Nhưng mà cưới luôn năm ngoái luôn. Có như là mọi chuyện nó rất là bất ngờ. Rồi ảnh có bắt đầu thể hiện một cái màn cầu hôn lãng mạn với em? Dạ có. Lúc đó cũng gần cưới rồi mà không thấy cầu hôn gì chứ. Còn vài tháng. Cái xong cái em nói: ủa định quên luôn hay gì vậy? Không cầu hôn tôi gì vậy? Em này tự tin người ta chuẩn bị làm cái em nói vậy. Xong cái cũng lên nhà hàng đồ làm cầu hôn đồ. Cái nói em làm chồng anh nha. Tay luôn. Em làm chồng anh nha. Nói vậy là sai rồi, làm lại đi. Cái ngày hôm sau hẹn bạn bè đông đủ hết, lại một cái nơi lãng mạn tổ chức tiệc, cái bí mật lên cũng cầu hôn em một lần nữa. Em đồng ý lấy anh làm vợ nha. Cùng một nội dung. Cùng một nội dung. Nhưng mà cách nói khác. Sao lúc đó chữ của em nó bay văn nó hết trơn rồi. Rồi lần đó em có chỉnh không? Dạ thì đó lúc đó em cũng chịu luôn. Thấy vui quá chứ. Chỉnh được không? Ông kêu làm lại lần ba. Lần đầu thì Mia có xúc động nhưng mà chưa tới mức mà khóc. Còn cái lần thứ hai là ở Đà Lạt và có sự chứng kiến của chắc cũng phải 20 mấy người bạn á.
rất là đông. Thì lúc đó em nghe khóc giống như khóc òa. Giống như là mặc dù lộn nhưng vẫn khóc, đúng không? Cảm động. Tại vì hai đứa cũng trải qua nhiều gian nan mới cưới nhau được. Rồi cứ làm đi tụi em, bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Một năm hai tháng. Rồi có làm giấy hôn thú chưa? Tụi em quên luôn á. Dạ, thật ra là tụi em có làm rồi, nhưng mà cho đi về Vĩnh Long làm một cái giấy độc thân á, xong nó hẹn cái ngày á, cái tụi em lên đi làm xong rồi quên xong rồi cái phải làm lại cái đó nên tụi em lười biết. Nhưng mà chị nói nghe nè, hai đứa phải làm trong lúc còn đang rảnh rang nha. Dạ. Tại vì á không á là mai mốt mà có con một cái xong mà đi làm cái giấy đó để mà đăng ký giấy khai sinh đó rồi khai sinh cho con là rất mệt. Đúng rồi. Cho nên bây giờ là tranh thủ mà làm đi. Dạ. Hồi xong chương trình thì xong về làm đi. Dạ, làm đi. Vậy là một năm hả? Lấy làm được một năm mấy rồi? Tháng 1 năm 2019. Dạ. Rồi có lòi ra cái tật xấu gì không? Đó. À, chồng em thứ nhất là ở dưới áo mặc cả ngày rồi xong về cái bài đặt phơi mà phơi lên cái ghế salon á, cái phơi lên cho nó ủ thúi thúi chơi vậy, xong cái em mới lấy em đi giặt cái là thôi. Con mắt đứng giặt con mắt. Chưa dơ. Trời ơi nó thúi quá nhiều, chưa dơ nữa. Nó sao em phải lén em đi gom đi giặt. Có bữa em giận quá cái em gom bỏ một rác luôn. Đó, xong sợ giờ đỡ rồi. Với lại thêm cái nết ngủ kỳ quá. Sao nó ngủ sao? Tự ngái xong rồi tự giật mình. Lâu xì hơi giật mình cái nè. Bị hốt hoảng trong giấc ngủ. Tức là tự ngáy tự giật mình với tiếng ngáy của mình luôn. Dạ. Rồi nói chung mỗi ngày em sống với lại sóng gió bão táp lúc mà ban đêm vậy á, em phải mua hai cái cục em nhét lỗ tai em mới ngủ được. Dạ. Nhưng mà nếu không có em ngủ không được. Nhưng mà là trước đây lúc mà sống thử là ảnh cũng ngáy vậy luôn hay sao? Dạ. Cái ngày đầu tiên mà hai đứa em ngủ chung ứ ừa. Tối đó tụi em mới vừa lãng mạn xong tự nhiên cái ảnh ngủ trước em, cái ảnh ngáy quá trời ngáy luôn, xong cái ảnh xì hơi cái nó thấy mẹ rồi hối hận quá lỡ trao thân rồi trời ơi. Mà qua mấy bữa hôm sau thì đỡ hơn rồi, có bữa có bữa không, dạ lâu lâu mới một lần. Bây giờ không có là không được, bây giờ không có là càng tốt. Mỗi khi em đi làm ở xa đó em không về đó, trời ơi không có chồng á giờ ngủ ngon sướng lắm, ngủ thẳng nhất luôn không ai. Nhưng mà buồn chưa. Dạ. Rồi còn gì nữa nè, vợ nổi tiếng nè, xinh đẹp nè, có ghen không? Dạ ghen, mà ghen ngầm, không có bộc lộ ra sợ quê hay sao. Năm giờ có cái mặt thiếu điều muốn nổi gân lên vậy đó chị. Mà có bao giờ thể hiện không? Dạ có mấy lần em đi tập gym á, thì tập gym xong sẽ có một cái bộ môn là căng cơ, thì cái người thầy đó người ta sẽ căng cơ cho mình, nhưng mà cái thế căng cơ nó hơi nhạy cảm. Cái ông này ông ngồi ông cười mà cái mặt ông giống như bị sượng đơ, mà kiểu cười em mà nhìn cứ, là em biết cười mà cứng họng. Mà hỏi ổ ghen hả? Lúc đó em không có làm gì, em thấy tại vì em cũng đi tập trung một chỗ thì em thấy căng cơ vậy đó, cái em làm ngồi kế bên nha. Rồi vậy thôi, em ngồi kế bên thôi. Kiểu là ngồi kế bên để cho cái người kia đừng có làm cái gì mà. Ông thầy để chuyện cũng áp lực. Dạ đúng rồi, ông áp lực. Cuối năm ngoái em thi một cái chương trình truyền hình, thì có phần thi đó em phải đu dây. Thì em đi tập đu dây thì nào ngờ là tới đó anh thầy đu dây anh xám muối, đẹp trai quá đi. Xong thì đu dây lên anh phải ôm đồ quay đồ này kia chồng em, cái em nói nè chồng quay lại cái clip để hồi vợ về vậy coi vậy tập lại hay gì này kia, về không thấy clip nào hết trơn. Mà ông rung tay không ấy, không thèm quay luôn, nổi điên quay chỗ khác. Dạ vợ giận, bây giờ tự nhiên giữ lại cái hình ảnh sáu múi cho vợ nó coi hoài. Đó là cái tâm lý. Sao chú đàn ông mà chú phải hiểu cái tâm lý đó chứ, chú này thật sự luôn. Em nhìn em thấy ngứa mắt lắm, tại vì đã ở dưới rồi. Cái dây thì nắm dây thì vợ em thì đứng dây, còn cái anh thầy đó anh đứng đằng sau, anh cứ dịnh anh cứ sao phải giữ eo rồi đồ. Khi mà kéo dây bay lên là hai cái như dính chùm vậy đó. Ừ, trời. Nhưng mà không quay luôn, đi ra chỗ khác luôn. Nhưng mà về là có tỏ thái độ không? Dạ không, ảnh thật ra ảnh là một cái người rất là hiền luôn á. Dạ kiểu giống như là mỗi lần giận lên, dạ giận lên là giận vậy đó, nhưng mà cũng ráng kềm chế lại chứ chưa bao giờ mà phát ra một cái câu nào đó làm tổn thương yếm chân. Tức là im lặng. Dạ ghen cũng trong im lặng. Dạ. Giận cũng trong im lặng. Hơi để bụng xíu.
và ủa vậy hả? Để bụng. Để bụng nhưng mà bụng dần dần nó hết. Là, chứ nó không phải là nó hen. Rồi giờ tôi biết lý do tại sao xì hơi trong giấc ngủ rồi. Coi như là ép xuống đang thì xuống bao tử ruột non ruột già tống vẹt ra ngoài sao? Chính là như rồi, vậy. Nếu vậy thì thôi đừng rồi. Đừng có cho cái đó là tật xấu đi. Dạ. Tật cưng. Giờ tới em đó. Dạ. Búp bê sô cô la. Dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Thật ra vợ em cũng ít tật xấu lắm. Chỉ có là ngủ nhiều. Hay làm biếng. Nhưng mà lúc mà xiên lên rồi á là không ai cản được. Cái nhà hơi bừa chút xíu thì dụ như làm biếng là nằm luôn, không thèm làm luôn, để cái chị giúp việc chị làm. Còn mà lúc mà xiên đó là từng cái ngóc cái ngách đó mà em có cản đi cách mấy hay có đâu có dơ đâu. Là bươi ra. Mở bươi hết ra cho cái nhà tùm lum lên hết xong bắt đầu xếp lại ngay từ đầu. Hơi kỹ tính nhưng mà nóng tính lắm. Ở nhà chửi em hoài à. Mỗi lần mà vợ em mà nóng tính lên ngoài cái chuyện quát ra thì cổ còn cái gì nữa không? Có đập đồ không? Có, nhà có đập đồ. Lúc cô đập đồ lên vậy thì em lúc đó như thế nào? Sau này á, em hiểu tính rồi. Vợ mà nóng là em phải lạnh. Giống như là bản thân em không được phép bật lại bất cứ cái gì hết trơn á. Có nghĩa là cho nó đấm vô bông gòn, nó đấm mỏi mỏi tay tự thẳng. Nó ngưng đúng không? Nhưng mà đập đồ là đập đồ quý không? Chứ còn nhiều khi khôn lắm. Giống như đập em vậy đó. Đồ ông không chút hả? Điện thoại. Lửa. Điện thoại là cất lại. Chết rồi chị ơi, em nằm trong cái dạng đập đồ ngu. Trời vậy là đập điện thoại. Có nghĩa là tức lên đập là không suy nghĩ luôn. Dạ đúng rồi, em không suy nghĩ bất cứ đập điện thoại, em đập tivi, em đập tùm lum. Xong rồi ở nhà chồng em có một cái bộ sưu tập nón bảo hiểm để đi mô tô thì mỗi cái mấy chục triệu rồi đó. Cái em bình thường là em sẽ xếp, em lau gọn để em sắp xếp lên tới chừng em điên em luộc. Trời ơi má ơi. Như vậy là bây giờ á, cái chỗ nào bà hay đập đồ á, sắm đồ nhựa hết. Mỗi lần gây lo cái đó để cái gì bà đập. Nó mà không có thay đổi là thời gian sau gia đình em xài đồ nhựa. Đưa anh chị em nghệ sĩ về coi nhà thăm nhà. Thôi nhá, mày xài đồ nhựa mày. Nhưng mà bây giờ là hết rồi. Từ khi mà tụi em kết hôn. Nhưng mà anh cũng muốn biết là cái lúc mà cái cơn mà của chồng em mà giận lên, cái đỉnh điểm của chồng em giận lên đó là như thế nào? Điểm chồng em là lúc mà em túi bụi em như một con điên luôn á, là chồng em nắm lại chặt lại một cái, xong nhìn em một cái bình tĩnh, giờ bình tĩnh. Nó là tình bình cái đó con. Em tình bình coi, em tình bình coi, giống như em về làm chồng anh nghe đó. Anh hỏi nè, giờ em mong muốn Mia thay đổi điều gì? Và em là vẫn là như vậy, vẫn yêu thương em, vẫn lo chăm sóc cho gia đình, rồi vẫn xinh đẹp, vẫn hát hay, rồi nói chung là vẫn là vợ em thôi. Tại vì em cũng không có muốn thay đổi. Có cần bớt nóng tính lại không? Cái đó giống như là muối mắm muối nêm thêm cho tình yêu vui thêm thôi. Trời ơi, rồi nó đập đồ nữa rồi tiền đó mà sắm ông. Phải mong muốn thay đổi. Dạ. Nhân cơ hội này em bớt phải mong muốn. Đi. Em phải bớt nóng lại, bớt chửi anh lại. Nhẹ nhàng lại chút xíu, đừng có đàn ông quá. Giống như có hai đàn ông trong nhà vậy đó. Đàn ông lại chút xíu. Thôi Mia. Dạ. Thấy búp bê không? Thấy búp bê sô-cô-la thấy ghét không? Vợ em chỉ mong muốn vậy thôi. Đừng chỉ là như vậy thôi. Chích cho một cái nói đó. Muốn em. Bốn cái cho Mia. Rồi giờ tới Mia đó. Dạ. Mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thật sự á, đối với chồng em ở thời điểm hiện tại là đã quá tốt với em rồi. Dạ. Quá dễ thương. Dạ, so cute. Cần gì hết. Dạ, em không cần chồng em thay đổi gì hết, chỉ là phát huy ở những cái điểm tốt đó thôi. Đúng. Nhưng quan trọng là đừng có xì hơi ban đêm. Không xì là nó bục ra. Nó phải xuống. Xì đi. Đừng có nói lộn nữa. Tình bình. Cưng quá. Nhưng là em yêu chồng em là yêu từ đỉnh đầu tới gót chân. Em yêu tất cả đó. Mặc dù có những cái tính xấu này kia nọ, nhưng mà duy nhất một điều mà em không chấp nhận được đó là nếu như có một người mới, có một người bạn gái mới hay gì đó, hay là có một người nào đó để ý mới thì hãy nói với em. Em lúc nào em cũng nói với chồng em vậy hết trơn á, là em cho anh đi với người đó nè. Giờ chị đổi, chị chỉnh chút xíu thôi. Em đừng có nói cái chữ là yêu người mới. Em phải nói nó sớm hơn, có nghĩa là anh chuẩn bị say nắng ai làm cho nói với em. Đó, nhớ nghe. Dạ. Đó là trận từ cái thủa bơ vơ mới về. Chứ còn mà quen rồi là vô tới quen nhà. Quen rồi là vô tới nhà rồi đó. Dạ. Hai đứa cưng quá. Dễ thương quá. Bây giờ nè, lần đầu á em làm chồng anh nghe, lần thứ hai
em có đồng ý ra làm vợ không? Nó chưa trọn vẹn thôi, hôm nay nhân cơ hội trên sân khấu này có muốn nói là một lần nữa mà cho nó trọn vẹn hay không? Nghe chưa? Dạ. Rồi. Đó, đứng lên mẹ. Cưng ghê không? Trời ơi, nói lộn nữa. Em làm vợ anh nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi thôi. Trả lời, trả lời, trả lời. Trả lời. Dạ. Em sẽ làm vợ anh. Rồi. Rồi, cảm ơn hai bạn, một cặp đôi rất là dễ thương, rất là hạnh phúc. Và không có gì hơn là chúc hai bạn có hạnh phúc như thế này. Dạ. Và nếu được màu màu của em bé để cho cả hai bên nội ngoại đều vui. Dạ. Thấy mái tóc là thấy có vẻ như có một chút gì nó đồng cảm dữ lắm luôn á nghe. Hai anh em ruột á, nhìn là thấy giống hai anh em ruột lắm luôn á. Đó. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Phạm Ngọc Thạch, em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại em đang làm bên ngân hàng quốc tế VIB. À, anh bao nhiêu? Em năm nay 33 tuổi. 33, em nhỏ hơn anh. Dạ. Rồi còn em? Dạ. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Đỗ Hoàng Hạt, năm nay em 31 tuổi. Em lớn sinh ra và lớn lên ở Thái Bình và hiện đang sinh sống và làm việc trong Hồ Chí Minh. Em làm vợ của anh này được 7 năm. 7 năm rồi, em làm nghề gì? Dạ, em làm bên bưu chính Viettel. Hai em là quen nhau từ khi nào? Bọn em quen nhau năm biết nhau chắc cũng năm 2010 á. Lúc đó em đang làm nhân viên kế toán ngoài Hà Nội. Thì công ty em chuyên cung cấp thiết bị cho ngân hàng là anh này. Thế mỗi lần mà sếp cần đòi tiền hay là nhờ anh này ký nghiệm thu gì là lại xúi em gọi cho anh này. Mà là chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi hả? Dạ, dạ đúng rồi. Mà em nghe cái giọng của cô này thì em thấy lúc đầu mà gọi qua điện thoại á thì cô này nói rất là ngọt. Lần đầu tiên em nghe mà em kêu là thôi em trở lại giọng bình thường đi, em ngọt quá, anh nổi da gà luôn. Lúc đó em ở Hà Nội thì em nói tiếng Hà Nội nó như thế nào thì em nói, anh kêu em nói bình thường, em nói bình thường nhất rồi đó. Nhưng mà khi nào thì em mới nhìn thấy được cái gương mặt của cô? Khoảng một năm sau. Lúc thấy qua đâu? Em vào Sài Gòn. Vào Sài Gòn, vợ em vào Sài Gòn. Thì lúc đó nhà em có chuyện là chị dâu của em sinh em bé mà không có người trông. Mà công ty thì cũng đang thư, cái em có xin phép sếp là cho em nghỉ phép mà cỡ 3 tháng không lương luôn. Em vào trong này để chăm bà chị, để chị dưỡng sau sinh mình kiêng cử cho nó kỹ. Thì em vào đó thì sếp mới nhắn gửi là vào thì nhớ mời anh này đi uống cà phê để cảm ơn. Bởi vì anh ấy hỗ trợ bao nhiêu là lâu rồi. Thì em cũng vào thì em cũng quên luôn, em cũng không nhớ gì, tới gần ngày về chắc cũng cỡ 2 tuần nữa em mới về. Sếp cứ hối hoài. Rồi cuối cùng em cũng phải nhắn tin mời anh này đi. Nhưng mà bọn em đều quên. Đến lần thứ 3 mới mời được nhau đi cà phê. Rồi ấn tượng đầu tiên khi em nhìn thấy anh ấy ở ngoài? Lúc đó thì em cũng có nghe đồng nghiệp nói là anh này khó tính thôi, không biết là hình dáng làm sao. Thì em đi đôi guốc cao lắm. Mà đến lúc đến gặp thì ở quán cà phê thì anh ấy bước xuống xe cái em nói ôi thôi trời, lùng quá, tại em đi đôi guốc cao quá. Thôi chết rồi là còn mập, là còn đen, nhìn ngu khô lắm kìa. Xong rồi đầu thì nó chưa hói như bây giờ. Em nhổ hết tóc, hư quá nhổ. Nhưng mà em thì sao, em nhìn thấy cô này thì sao? Nói chung là lúc đầu nhìn thì thấy cao, xinh, nói chuyện dễ thương. Xong rồi cũng thấy là nhưng mà thấy cũng cái miệng cười cũng đẹp, mắt cũng đẹp mà mũi lại cao nữa. Em thì nguyên dàn nhà em là mũi tẹt hết nên nhìn mũi cao là em cũng thích rồi. Dạ. Mà không sợ trai Sài Gòn hả? Có, chị gái em dặn rồi. Chị nói là thôi, trai Sài Gòn nó ghê lắm ấy. Đừng có nghe nó. Đi gặp rồi đi về thôi nha. Về để về Hà Nội làm cho nó chắc ăn. Chứ không đi gặp là về sếp không nhận lại nữa. Chắc là ông sếp á, ổng là ổng có ý đó. Dạ, ổng chắc anh cũng có ý. Nên anh cứ ép là phải đi mời bằng được mà em đã quên rồi. Xong ổng nhắn tiếp là tuần sau là em đặt vé máy bay em về rồi. Mà cuối cùng đi gặp cà phê xong là hủy vé máy bay luôn, không về nữa. Vậy luôn á, lẹ dữ vậy đó hả, một tuần lễ sau luôn. Dạ. Lúc em gặp bạn này là em đã quyết chí liền chưa? Tức là lúc đầu mà gặp trong quán cà phê thì chưa có tình cảm gì hết. Sau đó tại nói chuyện thì hai bên cũng thấy cũng hợp. Xong rồi ngày 2 tháng 9 là rủ vợ em đi chơi. Tức là đi coi pháo hoa. Xong về cái là ghé một công viên ở gần nhà. Xong rồi tỏ tình, thế là vợ em ở lại luôn. Vậy đó. Hay quá. Em tỏ tình với vợ hay là vợ tỏ tình với em? Em tỏ tình với vợ. Anh ấy tỏ tình cũng kỳ lắm chị.
không không nói gì đâu, nói mỗi câu là giờ anh chẳng có cái gì đâu. Mà em thì em nghĩ là thôi thì sự nghiệp thì từ từ rồi mình cùng nhau gầy dựng. Thì em có hỏi anh là gì, anh có biết làm không? Nói anh có, anh biết đi làm. Anh có biết ăn không? Nói biết. Nói thôi dậy được rồi, về rồi cùng làm ăn vậy thôi. Chứ còn em cũng không quan trọng lắm về cái sự nghiệp trước. Từ từ rồi mình có. Nhát đúng không? Nhát. Thì bên bao lâu thì mới tấn tới cái vụ kia? Cái nụ hôn đầu đời đó, của anh, hai đứa đó, đó là em chủ động hay là vợ chủ động? Em chủ động. Nhát mà cuối cùng vẫn là chủ động hết thì em cũng phải bật đèn xanh, em cũng phải bật đèn xanh thì mới dám. Không, cái co cái vụ mà nụ hôn đầu đời á, là lúc đó là ở đâu? Chắc đầu tiên là trong quán cà phê thì phải. Tại vì cái quán cà phê đó nó có một cái khu vườn, mà khu vườn tình yêu á là già. Cái vô trong đó nó có muỗi, người ta có đốt cái nhang muỗi thì em cứ ngồi em đuổi muỗi thôi. Thế thì cũng đuổi muỗi khua hồi thì cũng khua chúng anh này. Cái anh này bắt đầu anh rung, thấy anh rung. Nói chung chảy mồ hôi quá trời. em thò mặt lại gần hơn xem phản ứng sao, em đuổi muỗi dùm cho nữa. Thì em thấy tranh thủ hơn cao thủ là hôn vô má. Sau cái hôn vô má này em thấy sao? Em nói thấy đã không? Nó người nó tê tê sao đó. Em thấy anh này cũng nhát. Thì em bảo là có khi nào anh ấy bị BD không? Thì em cũng sợ BD chứ. Nên em cũng phải thử xem là có vấn đề gì không. Nhưng mà sau cái nụ hôn đó rồi thì khẳng định là không. Dạ là không BD. Rồi. Vậy thì là trong cái chuyện cưới có chủ động không? Cưới thì là do em. Tại vì là nhà em thì quận 12, anh này ở quận 8. Thế mà một tuần anh sang chỗ em tới 3 lần, có hôm 4 lần. Cái cứ đêm khuya thì mới về. Mà em thấy ông đi đường xa về em đâu có yên tâm đâu. Nguy hiểm. Nhà em cũng sợ lại phải đợi ông về gọi điện là anh về tới nhà rồi, xong hai đứa tám tiếp tới 2 giờ sáng nữa. Không biết hồi đó có chuyện gì mà nói nhiều, nó biết không hết chuyện nữa. Cái em mới nói thôi anh ơi, giờ ở quê em thì em cũng thuộc tốt cao tuổi rồi. Là 24 tuổi, là các chị em là chị 19, 18 là bố em gả hết rồi. Còn em là em trốn được tới giờ này. Cái xong bố mẹ cứ suốt ngày lo con ế. Thế là em bảo thôi bây giờ em cũng lớn tuổi rồi, mà sự nghiệp thì cũng đang đi làm rồi, thì thôi mình đám cưới đi, chứ em sợ anh đi đêm hôm này em cũng lo này kia. Thì thôi về đi để khỏi phải sang. Thế là anh ấy cũng chối, cũng không cưới. Không cưới? Dạ, không cưới sợ. Dạ, tại không vì được vợ. Lúc đó thì em đang đi học, em đang học lên. Thì em có nói vợ em là thôi hay là mình giờ lại khoảng cứ 2 năm nữa đi, để anh học xong đi rồi xong rồi mình cưới. Hay là không biết vợ nghĩ sao, giận đi vô nhà nói chắc em không có đồng ý cưới, quen cho có. Xong hôm đó vợ em giận tới mấy ngày luôn à. Rồi xong tiếp theo sau cái cuộc giận đó thì sao? Sau cuộc giận đó thì thôi mình cưới luôn. Rồi coi như bây giờ là hai bạn là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ em hai vợ chồng cưới cũng được 7 năm rồi. 7 năm rồi? 7 năm rồi. Mấy bé? 2 ạ. 2 bé? Dạ. Vậy thì ở với nhau đó, trong 7 năm trời thì có tật xấu gì không? Những cái tật xấu gì nó lòi ra hết không em? Thực ra là tật xấu là lòi trong năm đầu tiên rồi. Dạ lòi hết đâu rồi. Dạ. Hồi mà chưa cưới thì cũng lễ Tết này kia hoa hết đủ cả, quà cáp đủ cả. Xong cưới xong về á, ông có cái tật là cứ trước cái ngày lễ thì ông rủ em đi mua vàng, mua trang sức này kia cho em đeo. Xong đến ngày đó ông quên phé nghe đi, ông chẳng gì cả. Mà em thì tính em thì lãng mạn lại hướng ngoại nữa. Thì mua một bó hoa thôi. Về em cũng có nói gì đâu, nhưng mà không mua luôn. Rồi còn có những cái tật rất là điển hình của đàn ông nè, là biết là có không? Bầy nhầy á chị. Bầy nhầy hay bầy nhầy hay bầy hay. Bầy hay bầy hay. Thay quần xong đi làm buổi sáng á là hai đứa con là em lo đi học hết. Ông chồng em là như công chúa vậy đó. Chỉ việc là xuống là giờ đó là xuống nhà tắm. Không biết ông đếm tóc trên đầu hay sao, ông ở trong nhà tắm 30 phút ông mới ra chị. Ra là thay đồ rồi đi làm, là tục cái quần đùi ra là để im cái quần đùi ở trên nhà đi luôn. Là em vừa dọn đồ hai đứa nhỏ, em dọn đồ thêm đứa lớn nữa. Là đủ bộ luôn. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Rồi bây giờ tới em đó là tội nghiệp người đàn ông nhút nhát. Nãy giờ em bị khui dữ lắm đó, bây giờ tới em đó. Vợ em thì nói chung là thương chồng thương con, nhưng mà nói chung cũng có một số tật xấu. Ví dụ như là vợ em hay ghen. Tới giờ còn ghen luôn. Wow. Tức là hồi xưa bạn gái cũ của em á, mà kết bạn Facebook á, mà vợ em thấy á, là bắt đầu giận. Xong rồi kêu xóa. Rồi ví dụ như là quen mà chụp hình với ai trên cơ quan mà chụp hình chung này là giận. Mà nhiều khi còn ghen với đàn ông nữa đó.
Vậy là ghen bệnh rồi. Nhưng mà kỳ lắm anh chị ơi. Tại sao mà ở trên văn phòng gặp nhau suốt từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều rồi, tối về gọi điện thoại nói chuyện tiếp, mà lại cái tính lấm lét nữa. Cái thấy chuông điện thoại tới, cầm cái điện thoại đi ra ngoài nghe. Cái đó em phải nghe. Đặt dấu hỏi chứ. Bạn nam hả? Bạn vâng, nam bạn nam mà cả anh này có vợ, anh kia cũng có vợ rồi. Nên em mới nói là, ủa nói gì thì nói bình thường đi, đàn ông với đàn ông mà từ sao phải mang điện thoại ra bên ngoài. Ta ghen là em, đúng rồi. Không, đúng rồi. Bị mà bạn kia bị. Mà chồng em lại có duyên với BD. Hồi xưa là ủa, em mấy anh BD ưa. Em có thích đàn ông không? Em thì bình thường vậy. Yeah. Không. Ý là có sức hút với BD thôi. Không, em thì hồi xưa lúc mà em chưa quen vợ á, là cũng có hai người cũng BD cũng thích em. Không. Nhưng mà thật ra là em có sao xuyến không? Dạ. Không, sao xuyến em bạn trai thẳng. Nói chung lúc đầu đọc thì cũng hơi nhưng mà hơi là khó đó. Nhưng mà sau đó bình tĩnh lại hết. May là gặp em đó. Gặp em kịp thời đó. Gặp em kịp thời đó. Chỉ còn không là sao xuyến luôn đó. Chỉ cần có cái sao xuyến nữa là có thể khẳng định. Thì đúng là em phải chặn ngay từ đầu đúng không ạ? Mà bây giờ còn cái tật xấu gì nữa cô ấy không? Nóng tính. Thường thì nhà em có hai đứa con gái. Mà vợ em thì là hạp đinh bé út. Cứ gặp bé lớn mà nó phá hay gì là bắt đầu la mắng chửi nó. Trong khi đó con nhỏ thì phá bắt đầu lôn lớn ra chửi. Giận cách chém thớt hả? Dạ. Không giống có. Như là không có. Đừng nhỏ mà la lớn hả? Là không sao? Có, tại con bé nhỏ nó vừa mới được ngủ một tí thì con bé lớn nó xuống nó quậy, con bé nhỏ nó dậy luôn. Việc thì em chưa làm xong thì em phải nổi cáu lên thôi. Nhưng mà theo chị làm gì? Mình sẽ góp ý hơn là mình la. Khi mà em bắt đầu em cứ la nó, em phải làm người ác cái gì đúng không? Làm đóng vai ác còn dạ. Đây đóng vai thiện gì? Vâng, em thì toàn phải đóng vai ác. Mặc nhiên trong đầu của nó không hiểu điều đó đâu. Nó sẽ nghĩ rằng em thương con nhỏ hơn nó. Dạ. Cho nên nó sẽ gần với ba nó nhiều hơn và nó sẽ ghét con bé nhỏ. Bây giờ em phải là thể hiện lại là em thể hiện là thương nó nhiều hơn. Khi em thương nó sẽ thương con bé nhỏ. Dạ. Tại vì chị có con nhiều, chị biết chị ba đứa rồi. Cái tuổi của đứa nào cũng vậy hết trơn á, nó sẽ có cái giống như bà con kiểu như là hay có cái tật á, trời ơi mày ra rìa rồi nha. Nó có em cái đó nhỏ rất rồi, nguy hiểm mẹ hết thương mày rồi. Cái đó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Yeah. Yeah. Cho nên em thay đổi đi, em phải thay đổi lại. Yeah. Rồi, bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thì nói chung là em mong muốn là vợ bớt nóng tính lại. Với lại thực chất vợ nói em vô tâm thì cũng đúng. Nhưng mà thực chất nó cái vô tâm nó hình thành từ cái thói quen tính cách của em. Tại vì tính của em thì nó hồn nhiên vô tư. Mà vô tư thì nó vô số tội. Nên nhiều khi nó làm cho người khác vợ không hiểu. Dạ, thì hiểu lầm là vô tâm. Vấn đề này em sẽ cải thiện thêm. Không, chồng em từ bữa mà đăng ký chương trình tới giờ là thay đổi rồi. Sợ rồi. Còn em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ, thì hiện giờ là thay đổi gần hết rồi đấy chị. Mọi thứ là so với lúc đầu là thay đổi gần như hoàn toàn rồi. Nên là hiện tại cuộc sống của em là đang ổn. 7 năm rồi. Bây giờ về là vẫn còn rất là hạnh phúc đây nè. Dạ, nên cố gắng. Chúc cho hai em cứ nuôi dưỡng cái tình yêu, nuôi dưỡng cái hạnh phúc đó và nắm tay nhau đi đến suốt đời nha. Dạ, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn hai đứa. Rất là cảm ơn em đã yêu thích chương trình Vợ Chồng Son. Và ngày hôm nay em biết cái cảm giác em như thế nào khi mà em đã ngồi được trên chiếc ghế của chương trình này. Dạ. Và trước tiên sẽ em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Thực ra là em cũng đang rất là hồi hộp vì em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi nè, em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi? Chắc là cũng phải 3-4 năm nữa. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Thì khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Chồng Son. Xem nhiều số về, em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em thích chị hơn hay là thích anh Linh hơn? Dạ em rất thích anh nhưng em thích chị nhất. Đó, hay quá. Đó. Người Đức người ta trả lời như vậy đó. Đúng, nó phải thẳng thắn như vậy. Mà đàn ông người ta trả lời như vậy đó. Đúng vậy. Em phải thích chị Hồng hơn nhất. Nghe chưa? Đó. Phải là nhất anh nhỉ. Em ở Đức nhưng mà là hiện tại ở là thành phố nào? Em đang về Việt Nam em công tác hay sao? Dạ em hiện đang ở thành phố Munich ạ. Và Munich. Dạ hiện tại Munich là Bayern Munich. Munich
đúng rồi, nó có một cái tên Munich hay nó còn tên gì nữa ta? Minh Trang. Munchen đúng không? Đó, đất đội bóng Bayern Munich. Em ơi đẹp lắm, chị có tới đó rồi. Dạ. Tại vì chị hay diễn bên đó lắm. Dạ. Mà hồi đó cơ, lâu lắm rồi chưa được đi châu Âu đó. Sắp mở cửa đi được hết rồi. Nha. Rồi. Ủa nhưng mà nè, em về đây là em công tác hay là như thế nào? Thì đợt mà em về công tác thì là cái đợt mà em quen vợ em. Còn hiện tại là em về là em lấy phép của công ty ngày nghỉ phép của năm 2022 để em về. Em làm giấy tờ đưa vợ con em sang bên Đức. À, dạ. Và vì sao em lại đến với chương trình Vợ Chồng Son này? À, vì em cũng nghe nhiều câu chuyện tình yêu, cũng xem được nhiều câu chuyện tình yêu của chương trình. Ê. Và em cũng muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của riêng bọn em. Hai vợ chồng em đúng không? Ô Hương ơi, vậy là bây giờ lần này em có đi sau đây là em có đi với chồng luôn không? Hay là lại yêu xa một thời gian nữa rồi mới đi? Em vẫn còn phải chờ giấy tờ. Bởi vì là giấy tờ còn rất là nhiều những thủ tục vì em lại là mẹ đơn thân. Xong rồi em cũng còn nhà cửa rồi còn công ty của em ở Việt Nam em cần phải thu xếp. Sau đó thì anh ấy sang trước và em sang sau. Như vậy thì em yêu xa cũng thời gian cũng khá lâu hả? Dạ vâng ạ. Nó nghe nè, lúc mà 3-4 năm trước là em xem trình Vợ Chồng Son. Vậy thì cái cột mốc 3-4 năm trước là em đã quen Hương chưa? Em quen Hương là cuối năm 2019. Thì mới đây. Ba năm. Xí bây giờ mình để Hương giới thiệu đi đã nè. Hồi nãy mới có chồng giới thiệu thôi. Hương giới thiệu rồi. Không, Hương chưa giới thiệu rõ. Hương dạ. Hương phải giới thiệu đúng cái format tuổi, của mình cơ. Tên, dạ. Tuổi, nghề nghiệp, công tác đó. Dạ vâng ạ, em làm MC, diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam. Cái đợt vừa rồi thì chị Hồng Vân cũng ra ngoài nhà hát của em để thi chương trình kịch toàn quốc. Đúng rồi, đúng rồi. Nói toàn quốc. Và em có một công ty riêng làm việc về lĩnh vực tư vấn tâm lý tình cảm và thương mại. Và em thì bây giờ đang ở Hà Nội. Em có một con trai. Năm nay em 34 tuổi ạ. Dạ. 34 tuổi. Dạ. Toàn bao nhiêu tuổi Toàn? Dạ em 33. 33. Dạ. Đó. Rồi đó bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nè. Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Quen nhau ở đâu? Và lần đầu tiên gặp mặt nhau thì Toàn ấn tượng như về Hương và ngược lại. Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí của người yêu cũ em. Dạ, người yêu cũ em. Thì người yêu cũ của em thì bọn em tìm hiểu nhau một khoảng thời gian rồi bọn em không yêu nhau nữa. Thì bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này. Thế là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí thì em đến luôn. Thế là em đến thì em thấy bạn ấy đi với một cô khác rồi. Thế là em cũng chỉ đến học nhảy bình thường thôi ạ. Một người khác nhảy còn Toàn là đi bạn kia đến để học nhảy luôn. Anh Toàn đến dạy ạ. Toàn là workshop, Toàn là người hướng dẫn luôn. Như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái thì chắc chắn là em không ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dạy nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em gọi là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Em ấn tượng gì ở anh lần đầu tiên? Ngon, body ngon. Đẹp, trời ơi. Xong rồi nhảy rất là hay và nhìn này là biết là biết chơi rồi đó. Nhìn em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần này, xong rồi phải có một chút nghệ thuật và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa, trời ơi. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà tiếc rằng cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng nhưng mà em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả, mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Và đối với em thì em rất là hâm mộ các bạn dancer. Em hát, em MC nhưng mà em nhảy không được đẹp cho lắm. Thế cho nên là em rất là tôn trọng các bạn dancer. Rồi, như vậy là coi như là cô kia là đi theo để coi như là để lè mắt cô này thôi. Nhưng mà sau cái buổi workshop đó rồi thì chắc chắn phải một trong hai người phải có người chủ động coi như làm quen, nhắn tin, hẹn hò thì đó là ai? Thì sau khi em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi và vợ em lại cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế Toàn dắt theo một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà
nó làm em rất là thích và tò mò. Rất là ấm áp. Ấm áp. Lửa có nó sự... cứ như là 500 vôn đó đúng không? Ấm ỉ, ấm ỉ. Nó cứ chảy rần rần à, máu của em cứ dồn lên não. Khắp người rần luôn. Rần à. Rồi sau đó mình có trò chuyện gì ngoài cái việc là tình cảm riêng tư không? Em không? Hỏi bạn bạn Hương, em phải hỏi bạn Hương. Thế thì sau lần thứ làm việc về công việc lần thứ mấy á, sau khi làm công việc thì em có cảm một cảm giác lạ, nó khác về công việc đối với bạn này, đối với bạn Toàn. À, thì em khi mà em là một người em hoạt động nghệ thuật đó, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa, thì cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó, là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nay bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn, bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em 1 tuổi. Thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em, và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. Thế là em chỉ hỏi, mà bạn ấy rất là bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em phải đi training dạy đào tạo người mẫu cho công ty Samsung. Thì nó rất là xa, thì em nói là tớ có khoảng hơn 1 tiếng ngồi nói chuyện với cậu về cái việc này. Thì khi đến ngồi nói chuyện thì mày nói chuyện quá, thì là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Thì là em cũng hỏi, không biết, em tưởng là cái mùi nước hoa đấy của một người khác dùng. Thế em này cậu cũng biết cái mùi nước hoa này, cái người kia là cái mùi nào không? Thế đến một hồi rồi thì quay, thế bạn kia bạn đi thì vẫn còn mùi. Thế là em mới quay ra, ô, nên cái mùi của cậu đó. Thế sau đó thì là xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi, thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa bạn mua bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn đi bộ về nhà, và em nhìn thấy là một người đàn ông, bạn này rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy, vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm, vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này, bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Bạn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Sao em biết chứ ạ? Thì biết từ khi nào? Thì ngay từ lúc mà bạn em giới thiệu về Hương. Cho em xem Facebook rồi cũng nói chuyện, nói qua về Hương cũng có con rồi. Nhưng em thì là trai tân đúng không? Trai tân. Anh Toàn lại có, sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức, mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố, và anh ấy sẽ hiểu cái cả cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm, và em muốn cho anh ấy một cơ hội, bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Chờ từ rất là lâu rồi. Đối với em thì những cái người mà trước đây quen á, em sẽ nhìn cái cách họ đối xử với con em. Chỉ cần họ có một cái, có nhiều người là họ lấy lòng em bằng cách lấy lòng con em nhìn em biết luôn. Thế cho nên là em bị tổn thương, và em không muốn những cái mối tình của em nó làm tổn thương con của em. Cho nên em quan sát rất là kỹ, và em hay nói chuyện với con em, bởi vì là đi ra ngoài đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, để xem là con em thì nó rất là rõ ràng, nó không quen nịnh phỉnh ai cả, ai nó ghét hay nó yêu là nó thể rất là rõ ràng. Thì con em nói là rất là thích chú, bởi vì là khi mà mới quen á thì nhà em là có 2 mẹ con ở với nhau, thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng, và ví dụ như nó hỏng hẳn đi mình thay mới, nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó, em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra, là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn 5 trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Thì là khi mà quen anh Toàn thì là, mà nhà em thì lại chung cư cao cấp, không có ai được tự vào đâu. Mà muốn vào trong nhà em là phải có sự cho phép của em, bảo vệ mới cho lên. Thế mà nhà em ở tầng 22, mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn đó, bởi vì em làm một việc về khuya mà. Thì sáng 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch. Xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí dủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Dễ được không? Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt Kiều này kỳ lạ ta, sao lại biết làm có mấy cái việc này. Bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi ngày rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, người đó người lạ ta, nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này,
xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Đúng rồi. Vâng, bởi vì em làm em khi mà em chơi hoặc quen ai em sẽ phải quan sát rất kỹ họ, thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Như vậy là anh ấy đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt em lúc đó rồi. Nhưng mà lúc đó không, là đã yêu nhau chưa? Bây giờ không, bây giờ chị lại muốn hỏi Toàn một chút xíu. Đã. Em có thể nói một chút xíu cảm nhận ngay bây giờ cái tình cảm của em với con của Hương. Em cả bé Khang là con của Hương thì em cả Khang vẫn gọi nhau là chú cháu. Thì nó không làm bớt đi cái tình cảm nếu mà thay vì gọi nhau là bố con. Bởi vì là đối với em, Khang cũng là một người bạn và là người mà vợ em yêu. Chứ em không nhìn Khang như là một gánh nặng hay là bắt buộc là phải đối xử như con. Mà em, kể cả vợ em cũng thế, gia đình em đồng hành với cả con trai là giống như là một người bạn. Và luôn luôn là hỗ trợ nhưng mà khuyến khích, không bao giờ là áp đặt gì cả. Đấy, tức là nhà em nó giống như một ngôi nhà đó, em là mái, chồng em là cột, con em là sàn nhà. Là bây giờ được bao nhiêu năm rồi hai chú cháu đồng hành với nhau là từ cuối năm 2019 đấy luôn. Thì cũng được may cái là khi mà hai chú cháu gặp gỡ nói chuyện với nhau thì cậu bé rất là thông minh. Lúc là Khang là mấy tuổi ta? Năm nay là Khang 14 tuổi rồi ạ. Ồ, lớn quá rồi. Đó, như vậy nhưng mà cái lúc mà gặp Toàn á là Khang con 10... bé, dạ, có 10, 10, 10 tuổi. 10 tuổi đúng không? Nhưng mà đến bao lâu thì các em mới chính thức là quen nhau? Thì em đợt đấy em về là khách hàng ở Singapore, xong em về công tác thì cũng lại phải quay lại ngay về đầu năm 2020. Thế là giữa khi mà qua năm mới thì mình sẽ có cái ngày nghỉ phép mới. Thì lúc đấy em cũng phân vân là em xem lại cảm xúc của mình với cô này. Thì em tín hiệu em nhận từ cô này em cũng theo đuổi nhiều, nhưng mà tín hiệu nhận từ cô này lại không nhiều. Em liều em hỏi thẳng luôn. Khoan, lúc đó là đã sửa cửa, như là sửa bồn cầu sửa cửa rồi đem mà vẫn chưa có tín hiệu gì hết. Không tín hiệu nhiều. Có nhưng mà không nhiều. Không nhiều đúng không? Nhiều. Nên mình cũng cảm thấy là trước đấy em khá là quen được phụ nữ quan tâm và phụ nữ chủ động tấn công em. Đấy. Mà cô này thì chưa có. Thế là một phần là cái bạn mà léo đéo theo em kia là em thì coi như là một cái đuôi của em và em quen với việc đó rồi. Đấy. Bởi vì là cái môi trường của em là khi mà sau khi đi nhảy nhót các thứ là động chạm nhiều rồi, nhảy rất là quyến rũ rồi khêu gợi đi luôn. Đấy thì là cái việc mà em có nhiều bạn nữ mà hâm mộ. Chủ động hấp dẫn giới tính đó chị. Hấp dẫn giới tính là cũng nhiều và em quen. Tức là em bị chiều hư đấy. Thì em lại không nhận được gì nhiều từ cô này. Thế lúc em mới thắc mắc, em hỏi thẳng luôn. Thế bây giờ cậu tình cảm của cậu đối với tớ thì như thế nào, cậu nói cho tớ biết để tớ còn quyết định là có tiếp tục ở lại Việt Nam nữa hay không, để xin nốt nghỉ phép nữa hay không, bởi vì là khách hàng tớ cũng làm xong cái dự án đấy rồi, tớ phải quay lại Đức nữa. Bỏ tần thắng luôn đó. Rung động thì em có rung động rồi, thế nhưng mà cũng vẫn còn đang bối rối chứ cái nàng này thế nào. Bạn ấy hỏi em là cậu có thể là lý do để tớ ở lại Việt Nam một tháng nữa không. Thì em thấy còn trẻ, em có tình cảm, em có ấn tượng rất là tốt, còn trẻ. Với thứ hai nữa là em cũng chưa biết nhiều về bạn này, và có một cái điều em không thích, đó là em đã phát triển sự nghiệp của em ở Việt Nam rồi, và ở cái tuổi này rồi, bây giờ mà quen một người bên nước ngoài ở xa nhau, xong rồi lại em lại phải sang bên đó là điều em không muốn. Có rất là nhiều người đề nghị em đi nước ngoài nhưng em không đi. Thế thì cho nên là khi mà bạn nói như vậy thì em chỉ cười, em chỉ nói rằng là nếu mà cậu ở lại Việt Nam thì bọn mình đi chơi. Thế thôi, chứ em cũng không nói gì hơn, vì em cũng muốn xem là người đàn ông này sẽ thể hiện như thế nào nữa. Và sau đó thì là đến kể từ lúc đó đến bao lâu thì hai bạn lại là chính thức yêu nhau, chính thức là của nhau? Kể từ lúc đó thì đến lúc mà em đã quyết định là em sẽ xin nghỉ phép lại thêm 2 tuần nữa để ở lại đi chơi với bạn này vào năm 2020. Thì sau đó là dịch diễn ra, dịch Covid bắt đầu xảy ra thì em lại phải quay lại Đức. Thì lúc đó cái cảm giác rung động của em đối với bạn này nó vẫn chưa thực sự là đủ lớn để mà em gắn bó với cả người phụ nữ này. Thế nhưng mà em cũng quay lại những gọi là gọi nào nhỉ, trước khi quen vợ em này cũng có là gọi là friend benefit với cả một người phụ nữ Đức đã có 2 con rồi. Hơn bao nhiêu tuổi đã? Hơn em cũng tầm 3-4 tuổi gì đấy. Có năng khiếu làm phi công chị ạ? Thế nhưng mà cũng so với những người phụ nữ khác mà em đã quen thì vợ em rất là đặc biệt. Em thấy những cái tố chất đấy và em nghĩ là
kiểu sống chết thế nào mình cũng sẽ phải về lần nữa. Đấy, em đã lại xin ngày những cái ngày nghỉ phép của công ty, xong rồi là tranh thủ những cái lúc nào mà có dự án ở Đông Nam Á này là em cũng xin về. Và tổng cộng từ đó đến giờ là do dịch là mình phải cách ly. Trước cái thời điểm mà nó xóa bỏ cách ly từ người nước ngoài về rồi thì em phải đi cách ly 3 lần. Và bạn em cũng gọi đùa em là đại sứ cách ly luôn. Tức là ba miền, là miền Nam cũng đi cách ly rồi. Miền Bắc thì em đi cách ly ở Hải Dương. Cái lần cách ly thứ hai là ở Cần Thơ. Lần cách ly thứ ba thì ở Nha Trang. Mà cái lần ở Nha Trang nó còn chả còn chuyến bay nào nó về lại Hà Nội nữa, là em phải đi xe khách. Đi xe khách từ Nha Trang ra Hà Nội. Trời ơi. Hơn 2.000 cây ha. Mệt nói chung là. Rồi cái đợt mà các bạn em thì ở Đức, còn em thì ở Hà Nội, yêu xa như vậy thì nó có những cái khó khăn, có những cái trở ngại gì không? Thì chắc chắn là những cái mà ngày lễ, ngày Tết rồi những cái dịp mà dành cho nhau thì bọn em đều một mình. Chồng em rất là tủi thân, em thì hay động viên. Còn đối với em thì em đã một mình từ rất lâu rồi. Và em có cái đam mê, bởi vì cái thời điểm mà khi em quen này em đang tập trung cho cái lĩnh vực tâm lý để trở thành master. Em học nhiều lắm. Rồi em lại còn tập trung viết sách. Là em vào cuối năm 2020 là em ra mắt cuốn sách. Tức là em có rất là nhiều việc em phải làm, cho nên là em muốn tập trung và em làm tốt bản thân của mình. Và đặc biệt là sau nhiều cuộc tình em đã bị tổn thương rồi, em cũng đã yêu hết mình, và những người đến với em thì ban đầu họ cũng nồng nhiệt lắm, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì họ lại nhạt đi. Thế cho nên là em vẫn cứ yêu bọn em, vẫn cứ động viên nhau. Thế nhưng mà em chỉ biết rằng là em sẽ ra dành tình cảm cho anh ấy một cách chân thành thôi. Thế còn đâu những cái chuyện mà phải vượt qua thì anh cũng đã sống một mình nhiều năm rồi. Còn em cũng như vậy, nếu như có thể vượt qua được mà có thể để hòa hợp được với nhau thì nó sẽ tốt. Còn nếu không thì coi như là một thử thách. Thế còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi. Mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em... thì mẹ em lúc đầu cũng phản đối, và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến phản cái mức như mà thế nào ta? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Dạ. Ồ vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em, và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? Dạ chưa. Chưa đúng không? Bây giờ là hai đứa vẫn đang gọi là chăm bón cho cái mầm non mà đang có là bé Khang hả bé? Dạ đúng rồi, bé Khang. Mà giờ bà nội cũng rất là yêu bé Khang luôn. Dạ vâng ạ. Thì cái bà nội đã có đó, có cháu ngoại chưa? Chưa. Anh toàn là con trai lớn ạ. Thì đó thì chị mới hỏi là bây giờ em gái của em là chưa có gia đình. Em gái em kém em tận 10 tuổi cơ, vẫn còn đang đi học. Vậy quá đó trẻ. Hả? Vậy là mẹ cũng còn trẻ hả? Không, dạ nhưng mà bây giờ tới cái phần của Hương á, cái khoảng thời gian mà khi mà em biết được việc mà Toàn mà bị mẹ đuổi đi như vậy đó, thì lúc đó em có hiểu được cái tâm lý và hiểu được cái hoàn cảnh của Toàn. Vâng, thì em khi mà mẹ anh ấy, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, vì em đã nhiều lần bị như vậy trong những cuộc tình trước rồi. Thế nhưng mà sau này thì khi mà em cân bằng rồi và em có kiến thức về tâm lý, thì em đặt em vào vị trí của mẹ, thì một người mẹ yêu con mình và nuôi con một mình thì luôn luôn mong con mình những điều tốt đẹp thôi. Thì những cái phản ứng của mẹ là một phản ứng rất là bình thường của một người mẹ. Và em nói với anh Toàn là những phản ứng của mẹ là em rất là hiểu. Và nếu như em là mẹ em cũng như vậy. Cho con mình đi ăn học xong rồi có bao nhiêu dành hết cho con mình, tự yên về Việt Nam. Mà ở nhà là họ hàng làm mối cho Toàn, những cô phải là hợp tuổi, 94, 96 á, là hợp tuổi rồi xinh đẹp rồi cũng có học thức trẻ trung. Đấy thì đang làm mối cho rất nhiều cô. Em còn bảo anh Toàn là cứ nghe lời mẹ đi, gặp các cô ấy đi. Đấy, thế nhưng mà bởi vì em hiểu những tâm lý của mẹ, cho nên em có buồn một chút, nhưng mà em không đặt không nặng tự ái. Em không đặt nặng bởi em hiểu cái điều đó. Em hiểu mẹ anh ấy được quyền như vậy. Tuy nhiên thì em nói với mẹ là em hiểu tại sao mẹ như vậy, nhưng mà những cái nỗi lo của mẹ ấy, nó sẽ không đến với em. Nhưng mà cái cột mốc nào làm cho mẹ em yêu mến bạn này? Giống như mưa dầm thấm lâu nhưng mình cũng không làm mưa dầm thấm lâu chứ nó không có một cái sự kiện hay là một cột mốc nào cụ thể. Tức là mẹ anh Toàn nhìn anh Toàn yêu em.
Thì thường thường là khi mà người ta sẽ nhìn cái cách mà người đàn ông yêu người phụ nữ và người ta yêu dần dần, thì anh Toàn anh yêu em xong anh thay đổi, anh ấy trưởng thành hơn, anh ấy có trách nhiệm hơn, anh ấy biết chia sẻ, biết lắng nghe mẹ hơn. Thì em đều phải hướng dẫn anh ấy những cái cách để có thể kết nối được với mẹ, làm cho mẹ không buồn. Ok, như vậy thì chắc chắn là mẹ sẽ hoàn toàn là sẽ có cảm tình với em và sẽ chấp nhận thôi. Biết sao mà chị hỏi không? Tại vì nhân cái chuyện của em á, chị muốn chia sẻ một chút với những cái bạn mà ở trong cái hoàn cảnh như vậy, những cặp đôi mà các bạn ở trong hoàn cảnh như vậy. Như là bạn Hương đã nói một câu rất là hay, tức là cái người mẹ hoặc người cha sẽ nhìn vào cái cách yêu của con trai mình và cái gọi là cái sự hạnh phúc của con mình, không phải cái cách cư xử và cái cách sống của con trai mình ở thời điểm đó, thì sẽ biết được là cái người phụ nữ kia tác động như thế nào đối với con mình. Thì là bật mí cho các bạn nam nè, ví dụ cái thời điểm đó khi mà mẹ cấm cản mình đến với cái người con gái đó, thì khi cái nhận lại của mẹ là cái gì? Không phải là cái sự mà dằn vặt giận dỗi mẹ hoặc là cáu gắt với mẹ hay là đương đầu với mẹ với cha để mà bỏ đi này kia nọ, mà phải là sao? Tự nhiên thấy cái thời điểm đó con trai mình quan tâm mình hơn, biết lo cho mẹ cho cha hơn, biết chia sẻ với mẹ. Rồi tự nhiên thành một con người rất là tích cực trong mọi công việc và đối xử với mọi người xung quanh rất là nhân hậu. Thì tự nhiên mẹ sẽ có cách nhìn khác và thay đổi với cái người bạn gái của mình. Cho nên đó là một cái bí quyết cho cả người con gái và người con trai các bạn đối xử với nhau như thế nào để mà có thể chinh phục được phụ huynh. Đó thì thông qua câu chuyện của các bạn á, thì là muốn chia sẻ một chút cái điểm nhấn đó. Em có nhận không? Thì lúc đó nếu mà Toàn á, Hương lại cứ chì chiết với Toàn là anh phải chọn giữa mẹ với em, mẹ là vì anh ở với ai, anh ở với em chứ phải ở với mẹ đâu đó. Rồi bắt đầu Toàn sẽ bị tiêu cực dần dần á. Rồi đó, anh nghĩ coi, mẹ mà cứ vậy làm sao em sống được, thôi mình chia tay đi, ví dụ vậy. Là chết liền, là Toàn sẽ tiêu cực với mẹ, và lúc đó là mẹ sẽ cảm nhận được đúng vậy, con bé này không mang năng lượng tích cực cho con trai mình. Đó, đó là cái kinh nghiệm đúng không em? Mà nãy Hương có nói là khi mà nhìn thấy Toàn trưởng thành hơn, thương thương hơn thì hoàn toàn là cái chuyện là chấp nhận em là điều hiển nhiên rồi. Giờ kể tốt về nhau nhiều quá, bây giờ không biết có tật xấu gì không. Khoan, bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Bọn em chân thành với nhau ngay từ đầu, tức là bọn em sẽ cho nhau thấy những cái điểm mạnh và điểm yếu nhau từ trong quá trình hẹn hò rồi. Là không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Tại vì em ở bên Đức, bên kia tiếp xúc rất nhiều với các không, không tưởng tượng lúc nào đó. Lúc Hương nó ghen sao ha? Dạ sao thì có ghen em không? Đấy, em cũng tò mò không biết vợ em ghen như thế nào, thế là em kể cho vợ em, thế là vợ em cho thử một lần xem cho biết lúc vợ ghen sẽ như thế nào. Rồi em trường em không bao giờ dám Sao kể đi Toàn. Bởi vì là vợ em không ghen. Vợ em luôn thể hiện cái sự tin tưởng của em. Và bản thân là khi mà vợ em cũng là người trong giới khiêu vũ đi nhảy rồi, thì cũng biết được là khi mà nhảy xong một bài là mình sẽ trở thành bạn bè với nhau, chứ không phải là nhảy lại yêu nhau. Đấy, thế nên là vợ em tin tưởng cái điều đó. Duy chỉ có một điều là vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Có khi nào em lỡ phê tham cho chồng mà đúng lúc ổng đang dạy nhảy, tập nhảy cho một cô gái trong phòng? Chồng em thì luôn luôn kiểu muốn em an tâm ấy, cho nên là bất cứ lúc nào mà em muốn anh ấy cũng sẵn sàng luôn. Ủa nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Ồ, như vậy em bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình hả? Đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì tự bây nhiên giờ muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn em Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là đó, Toàn là biết nhảy thôi. Toàn biết đàn đó. Ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé, là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ, nếu vậy thì giờ Toàn đời muốn hát đi. Đúng rồi, Toàn có mang theo cái đàn đi. Thế cho em xin phép tặng okay. Một bài ạ. Da 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 da
nhộn nhịp về trên khu phố có cô em